tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021. Ngoài tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021 còn tập trung phân tích làm rõ những xu hướng về công nghệ chế biến của thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra trong bảo quản chế biến nông sản, vấn đề ứng dụng công nghệ số vào tối ưu hóa sản xuất, tài nguyên trong chế biến nông sản của thế giới, vấn đề áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu, vấn đề xuất khẩu chính ngạch nông sản vào các thị trường và xây dựng bảo hộ tài sản trí tuệ cho nông sản Việt Nam.